Trong những ngày qua, sau khi báo Công an Nhân dân đăng bài viết về tình mẫu tử cảm động của bà mẹ chiến sĩ công an Đậu Thị Huyền Trâm ở tỉnh Hà Tĩnh, Quỹ xã hội từ thiện báo Công an Nhân dân đã tiếp nhận nhiều nghĩa cử cao đẹp của bạn đọc, góp sức bằng cả vật chất và tinh thần, mong mẹ con Trâm và gia đình vượt qua khó khăn. Chiều ngày 18 tháng 7, Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng biên tập báo Công an Nhân dân thay mặt bạn đọc của Tấm lòng nhân ái trao 25 triệu đồng ủng hộ tới Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm, người đã từ chối điều trị ung thư để dành sự sống cho con. Số tiền tuy không nhiều nhưng thể hiện nghĩa cử cao đẹp và tình cảm của bạn đọc có tấm lòng nhân ái trước hoàn cảnh không may mắn của người mẹ trẻ Đậu Thị Huyền Trâm. Báo Công an Nhân dân xin cảm ơn bạn đọc có tấm lòng nhân ái đã đồng hành cùng báo Công an Nhân dân trên hành trình làm việc thiện. Hy vọng rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mẹ con Trâm, với gia đình Trâm và cả những người bạn, đồng đội đã động viên Trâm, giúp Trâm có thêm nghị lực để sống và chiến đấu với bệnh tật.